ngày 12 tháng 1, Báo Tuổi Trẻ phối hợp với tỉnh đoàn Tuyên Quang tổ chức trao 200 suất học bổng cho 200 học sinh nghèo vượt khó tại huyện Hàm Yên và Chìm Hóa. Mỗi suất học bổng bao gồm xe đạp và dụng cụ học tập trị giá 2 triệu đồng. Tổng giá trị học bổng hơn 400 triệu đồng do Agribank chi nhánh Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí Minh tài trợ. Ngoài ra, Agribank chi nhánh Phú Nhuận còn vận động công ty cổ phần Thép Nam Sơn hỗ trợ thêm 150 triệu đồng để tặng 800 phần quà là nhu yếu phẩm gồm gạo, dầu ăn, nước mắm cho các em học sinh nhận học bổng của chương trình. Năm 2024, Agribank chi nhánh Phú Nhuận tài trợ cho chương trình gieo mầm tri thức 800 suất học bổng, tổng trị giá 1,6 tỷ đồng. Sau khi trao học bổng cho học sinh nghèo vượt khó tại Tuyên Quang, ban tổ chức tiếp tục trao cho học sinh nghèo vượt khó tại tỉnh Nam Định, Quảng Trị và Phú Yên chương trình đã nâng bước các em học sinh ở những vùng sâu vùng xa nhất có điều kiện đến trường thuận lợi hơn bà nguyễn thị sơn phó giám đốc chủ tịch công đoàn cơ sở agribank chi nhánh phú nhuận bày tỏ đây là chương trình có ý nghĩa thiết thực mà agribank quyết tâm theo đuổi bà sơn cho biết thêm trong những năm tới chương trình sẽ lan rộng đến khắp các tỉnh thành của đất nước ở đâu có học sinh khó khăn ở đó sẽ xuất hiện học bổng gieo mầm tri thức góp phần ngăn dòng bỏ học kịp thời động viên các em vững bước đến trường